Hello và xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với channel của mình là Dung ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tục với Stay Qua Legacy. Thì trước cái video của đây chúng ta là ai chứng nhá. Rồi thì đợt này mình sẽ gọi là gì đây? Phải làm sao? Ok, để mình check kênh em ơi. Tưng 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 tưng. Được rồi, thế nào mình đang suy nghĩ, em ơi. Đợt này mình đang suy nghĩ mình nên làm với con gì đây anh em nhỉ? Căn bản là đây chứ biết làm gì thôi, quay nhưng lấy làm tiêu qua loa linh tinh đúng thế là mà cản bởi từ bữa từ má mình xin tồn đến xây bu gia đi bên đông đôi hai ba sông và tại nắng quán đây quán bằng là quán sấy. Ok chưa nào phát đi, quên mất mình có mình đã không được anh em ơi. Mod này không mở được anh em ơi. Mod này không mở được. Oh no. Ok anh em ơi. Xem nào. Tưng tưng tưng. Xem nào. Sus. Thực ra thì mình cũng chưa biết là nên lấy cái gì đây nhỉ. Mình chưa gọi thử ra mình quên mất rồi. Mình lại quên đấy em ơi. Ok chưa. Xem nào, mình lại quên mất rồi. Tèo. Đây lại quên mất là mình sẽ chơi chân pin nha anh em. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Thực ra thì đợt này mod skin nó cũng không chưa ra nhiều lắm anh em ơi. Ok. Lần này cái Ice Stone anh em. Lâu lắm mình chưa Ice Stone, nước đá. Ok, nào. Ice Stone nha. Để xem nhờ với sức mạnh của Ice Stone thì có thể làm gì không đây. Chết rồi, trời nhầm vào thơm sai anh em ơi. Ice Stone. Đại dịch Ice Stone. Chị hỏi team bạn gì đây? Team bạn là lấy mấy con tank eater trên đây rồi. Một đống tank eater. Ice Stone vs Ice Stone Eliter nhưng mà phiên bản gọi là độc lạ bình dương em ơi. Ok chưa. Xem nào. Tưng tưng tưng. Chân binh. Ok, tèo. Mày khiêu chiến. Khoan. Mình quên mất cái bàn này là nó nhiều anh em ơi, mà bàn này nó nhiều thì phải làm sao anh em hiểu rồi đấy. Đâu rồi ra stone, mình sẽ để cho con Kaider kia ở trên đấy chống cự anh em ơi. Ok chưa, cho con Kaider ở trên đấy chống cự, còn bọn này sợ đây và đứng đây thôi anh em. Bọn em xếp thành hàng để cho anh đi lên, mình sẽ còn xa tít tìm tìm cho bọn anh ghi tên. Đâu rồi, đây lên khiêu chiến thôi, khiêu chiến. Khoan, rút lên nè. Đều tam tắp vào đi như vậy. Boom. Mày so kill à, mày tưởng máu mày trâu hơn mày ngon à. Đòi ăn à, đòi khiêu chiến à. Ok. Không có đâu anh em ơi. Hướng dẫn anh em thủ nhà né chiêu. Ok chưa. Ok. Được rồi anh em ơi. Xem nào. Tèo. Mày khiêu chiến hả mày? Đây là băng đối với băng, mới gọi là băng kia nó hơi chuối. Ok nó hơi chuối. Ok chưa. Xem nào. Nhờ đòi solo kill. Ok chưa? Má ui trâu thật đấy. Không lại gần được nhưng mà trâu kinh khủng anh em ơi. Ok. Không lại lần nữa nhưng mà trâu kinh khủng luôn đấy. Không sao. Skippy dẹt bố dẹt. Ok chưa. Đòi khiêu chiến à. Rồi. Nhân. Không biết là mình không biết là ăn được không này. Trâu thật đấy. Trâu quá anh em ơi.
Đâu rồi, mình không chắc là ăn được em ơi. Mình không chắc là ăn được đâu, nhưng mà ma đập đây là không hoảng luôn à. Độc lạ bình dương à, đập giấy là chắc nghìn cái ở đây. Ui, tự dưng tim mình được tự dưng bên mình được búp cái gì anh em ơi, tự dưng bên mình được búp cái gì lạ lắm. Đây này, mình sẽ lên đánh cho nhau xem này, đánh đúng một lần đây này. Ok, độc lạ bình dương nhỉ. Thôi rút 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 anh em ơi, rút 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 thôi, rút thôi rút thôi, hồi một đống máu luôn. Búp thêm phát nữa này, được chưa được chưa, sau cuộc đại chiến thảm sát gì sợ vậy, bọn này khiêu chiến à, khiêu chiến à, khiêu chiến, khiêu chiến này, khiêu chiến này, khiêu chiến này thì khiêu chiến. Mày đùa với săn bắn mày, khoan khoan khoan, rút 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 rút, chấp 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 đây anh em ơi. Đấy, đập đập nhau nó phải công bằng chứ đúng không. Ok, mình sẽ chơi Kaider ra, đội quân Kaider đối với đội quân Zone Stone đấy, à Aizan, Aizan, Aizstone, ờ đúng rồi, Aizstone. Ok chưa, đội quân Aizstone đây anh em, Aizstone, Aizstone. Tưng 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 tưng, hồi máu đi á, mình phải gọi là chịu đấm ăn xôi anh em ơi, em hiểu không, chịu đấm ăn xôi, cố đấm ăn xôi sẽ nào. Teo 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 teo, đi đéo tan tắp luận mày, khiêu chiến đấy mày, khiêu chiến đấy mày, nào giờ công tổng tổng tiến công hoàn toàn chính xác thôi anh em ơi, giờ tổng tiến công hoàn toàn chính xác thôi rồi. Được rồi anh em ơi, được rồi anh em ơi. Nhân nhân đuổi ăn tao hả mày, đuổi ăn tao hả mày, không qua đâu nha, không qua đâu nào. Khiêu chiến này, khiêu chiến này, cú đập xuống xét, cú đập xuống xét anh em ơi. Ok, cú đập xuống này này, cú đập xuống xét này, cú đập xuống xét này, khiêu chiến này em nhớ không á, đập cho mấy phát là quẳng ngay đi bụi hết ngay em hiểu không. Ok, đi bù hết ngay. Không có đủ level. Đừng, đừng. May quá. Ui dồi, đập phát tí quẳng hết mấy bọn này rồi. Tiện thế thì trời à. Gian là ai gian, đối với ai gian đây. Trận chiến cực kỳ công bằng. Ok chưa, ok chưa anh em ơi. Hồi máu này, búc bắn này. Hồi đầy cây luôn anh em ơi, bởi vì vừa qua chiến trận mà. Không biết là hồi máu nhờ, nhìn phê cực anh em ơi, nhìn này. Ôi ơ lần này nó hồi gần hết máu rồi, thế này là không phê như người đấy nhá. Nào khiêu chiến nào, khiêu chiến nào, cú đập sấm sét này, cú đập sét này, nhợt nhợt nhợt, ui ui ui, cú đập sấm sét, cú đập sấm sét quá ghê gớm. Uầy uầy, con bắt tổng quá là ghê gớm, nhưng mà ai thắng đây, ai thắng đây, bên mình cũng khoảng gần hết rồi. Không, bên mình khoảng mất 1-2 người không, nhưng mà không sao. Đây này, giờ nhìn à, mình đang bảo giờ nhìn nó với phê này anh em ơi. Ok, được rồi, được rồi, được rồi anh em ơi. Tiếp 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 bài mẹ chị à, thôi thôi thôi, cái bàn này thì cút 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 anh em ơi. Ok, cút luôn nhá, cút luôn đâu rồi, ai không 18 đây, không 18 đây anh em ơi. Để nào, teo 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 teo, được rồi, mỗi quanh nhân lực hắn ra anh em ơi, nhưng mà trời vậy quá là chậm nên mình sẽ chờ bằng cái này. Skippy yet yet yet, đâu rồi, đây 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 anh em ơi, xem nào, đâu rồi đâu rồi đâu rồi đâu rồi, đây anh em ơi, đây em ơi, anh em đã thấy cái gì chưa, anh em đã thấy cái gì chưa, anh em đã thấy cái gì chưa. Được rồi, được rồi, được rồi. Vẫn chưa đủ anh em ơi, thêm 3-4 con nữa. Mày này, khiêu chiến này, mày khiêu chiến này. Wow, một đập 300 đam. Một đập 300 đam anh em ơi, một 300 đam. What is it? Ok chưa? Được rồi, được rồi. Đã lúc trời rồi, trời ơi. Ra leader, khổng lồ băng em ơi. Khổng lồ băng đại chiến nước đá anh em ơi, đại chiến gọi là gì ta, mình không biết gọi nó là gì, nhưng mà kệ đi, khổng lồ băng đại chiến Ice Stone đấy, cháy như Free Fire
đi rất là đều anh em ơi đấy, rất là ngay hàng thẳng lối em hiểu không? Ok chưa? Được rồi, đã đến lúc khiêu chiến với bọn này rồi. Ui 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 ui, một đợt sấm thôi đi gần hết rồi, không sao, bên mình còn cú đợt sấm sét nữa, liệu qua được không em ơi? Băng đại chiến băng, mình không chắc là ăn được em ơi, bởi vì thực sự bọn này khỏe kinh khủng. Không sao, bên mình bị ấp người anh em ơi, bên mình bị ấp người, ấp 100 người trong cả Bình Dương. Nhưng mà bên mình vẫn có thể thắng được không? Bên mình quá yếu rồi, bên mình đã đuối rồi, mình đã đuối lắm rồi anh em ơi. Búp bắn lần sau này, thêm búp bắn lần nữa này. Ôi bên mình âm hẳn 200 người rồi. Oh no, oh no, oh no. Mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát, mất kiểm soát. Mày khiêu chiến à? Được rồi anh em ơi, rút rút rút. Ơ, tấn nút, tấn công nút ra. Mày nhờn. Rút về đây anh em ơi. Như anh em thấy sau cuộc đại chiến này nhá, mất đi bao nhiêu luôn. Ok, mình sẽ chơi để bù lại. Chơi bù lại để chuẩn bị cho cuộc đại chiến cuối cùng em ơi. Ok, đại chiến giữa các vì sao. Anh em hiểu không? Được rồi, được rồi, đập cho nó phát. Trận chiến giữa các vì sao. Để mình nghe bọn này khiêu chiến à. Nhân này, láo này, láo này. Được rồi anh em ơi, trận chiến giữa các vì sao đấu với khổng lồ dung nham, băng đấu với dung nham. Mình không chắc là bọn này thắng được đâu anh em ơi, bởi vì thực sự bọn này rất là mạnh. Nên là mình sẽ búc bắn thêm một đống cho con này nữa. 10 vét 1.000. Ok, 10 vét 1.000 đi anh em, để xem liệu lần này không búc bắn nữa. Phần đấy là vì mình chơi hơi ít nên phải búc bắn cho anh hiểu không? Anh hiểu không? Ok chưa, ok chưa. Mày nhân, nhân, nhân. Sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Được rồi, được rồi, được rồi. Mất kiểm soát, mất kiểm soát. Mày, mày khiêu chiến đó mày, khiêu chiến đó mày. Được rồi anh em ơi. Được rồi này, mày nhân này. Ui, bọn này nó mạnh quá. Chả lẽ nào chúng ta sẽ phải thất bại tại đây sao anh em? Ui, ui, mạnh kinh khủng luôn anh em ơi. Bọn này mạnh quá. Đập cho team mình ra bã luôn anh em ơi. Ui, búp bắn, búp bắn, búp bắn. Búp bắn đúng lần duy nhất. Thôi, 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 thua mẹ. Ra qua Ludo. Mày ngưng đạo thời gian đã anh em ơi. Ờ, mình biết gì đâu, mình biết gì đâu. Ơ, mất kiểm soát, mất kiểm soát. Mất kiểm soát anh em ơi. Khiêu chiến này, khiêu chiến này. Khiêu chiến này. Khiêu chiến. Khiêu chiến này. Quá ghê gớm. Mày khiêu chiến này mày. Đòi solo kill, đòi solo kill, đòi solo kill mày. Em hiểu. 1 đến 2 đập là đi bụi hết anh em hiểu không? 1 đến 2 đập là đi bụi hết. Ok con ơi, nhưng mà thôi, chắc clip đến đây kết thúc các bạn. Để hôm nay chỉ like chỉ nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.